Rồi hai Giang chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái bí quyết để ốp sườn nướng nha mọi người. Mời mọi người cùng đi theo chân Giang làm nha mọi người. Đó thì nguyên liệu chính hôm nay thì Giang có chuẩn bị là mọi người 3 kg sườn nha. Cái này là kêu bằng sườn gốc lết nha mọi người. Người ta cắt sẵn là thằng miếng mỏng mỏng này để mình nướng, mình nướng để bán cơm tấm. Đó, nguyên liệu hôm nay là có gốc ngò mọi người, gốc ngò Giang cắt ra nhỏ nhỏ rồi bỏ vô máy nướng tấu xay. Đó, chuẩn bị Giang là ngốc gò sữa đặc, một củ dị hương, tỏi nha mọi người, tỏi lộn, hành tím 3 củ, cái này tỏi này khoảng 4-5 củ được rồi, rồi coca cola, dầu hào maggi để cái hộp ốp thịt nướng nha mọi người, rồi mật ong, rồi nước tương, rồi dầu ăn nha mọi người, là một cái cối cây xay chín tố. Rồi bắt đầu Giang sẽ làm nha mọi người. Đó thì đầu tiên thì Giang sẽ cho khoảng 3 kg sườn, Giang cho khoảng 200g sữa đặc nha mọi người. Rồi ok. Rồi tiếp đến nữa Giang sẽ cho củ hành tím với tỏi vô luôn. Mình cho đây rồi mình xay lên thành một cái hỗn hợp nha mọi người, thành một cái sốt á. Đó. Đó thì tiếp tục nữa thì Giang sẽ cho một cái hũ sốt ốp thịt nướng vô trong cái này luôn nha mọi người. Đó mọi người cứ làm theo đúng như Giang là sẽ có một cái sốt ốp thịt nướng ok luôn. Rồi. Rồi sốt ốp thịt nướng xong rồi Giang sẽ cho bột ngũ vị hương nha mọi người, cho nửa bịch thôi, hôm bữa Giang ốp thì Giang cho phân nửa, giờ còn phân nửa Giang sẽ cho hết luôn nha mọi người. Rồi. Rồi bột ngũ vị hương xong rồi cho dầu hào maggi nha mọi người. Cho khoảng 2 lạng dầu hào maggi nha mọi người. Rồi, 2 lạng dầu hào maggi. Rồi, tiếp nữa thì cho khoảng 1 lạng nước tương nha mọi người. Rồi nước tương khoảng 1 lạng thôi. Rồi tiếp nữa Giang sẽ cho gốc ngò rí mọi người, Giang cắt sẵn rửa sạch sẽ rồi nha mọi người, rồi bỏ vô luôn. Cái cối này Giang mua rẻ tiền lắm mọi người, có 100-mấy ngàn, không biết nó xài được không, rồi nó yếu, nó hư, nó cháy thì chịu mua cái mới. Đó, tiếp nữa thì cho mật ong vô nha mọi người. Mật ong thì cho Giang cho khoảng những một ly uống rượu thôi nha mọi người, một ly uống rượu thôi. Rồi ok. Rồi tiếp tục nữa Giang cho khoảng những nửa chén ăn cơm coca cola vô nha mọi người. Rồi khoảng nửa chén ăn cơm thôi. Công dụng của coca này nó làm cho thịt mình nó có màu, dưới nó mềm mọi người, mềm thịt. Đó, tiếp nữa thì Giang cho khoảng những 1/3 chén dầu ăn nha mọi người, cho cái thịt mình nó bóng á. Rồi ok. Giờ Giang bắt đầu Giang bỏ lên đây Giang xay nha mọi người. Đó là xong, giờ bỏ anh cối, hồi nãy Giang cũng có xay nhẹ ăn cái rồi nha mọi người. Đây tiếp tục. Đó. Xay cảm thấy chừng nào nó nhuyễn là được nha mọi người. Rồi đó nha mọi người. Giờ xay xong cái hỗn hợp nó ra cái màu nâu nâu giống như cà phê sữa nha mọi người. Đó. Thì xong rồi giờ mình sẽ đổ vô đây luôn. Mình đổ vô đây nó ốp. Nhớ là sườn mình mua về mình để cho nó ráo nước nha mọi người. Rồi sẽ để cho nó ráo nước. Còn cái hỗn hợp này mình đừng xay, mình cho sữa cho đồ nó có nước sẵn này. Rồi nha, cái mình trộn lên. Trộn lên xong mình xếp qua bên cái thùng này nha mọi người. Xếp bên cái khay này úp lại xong bỏ vô tủ đông nha. Rồi, muốn nướng thì đem ra nướng thôi. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Yes.